ha ha ha, nói đùa thôi, nếu đã là ân công của đại miêu, thì cũng là ân công của tộc ta. Người muốn tộc ta trở thành minh hữu của ngươi, không vấn đề, chỉ cần ngươi có thể giải quyết lời nguyền của tộc ta. Đại miêu tên đáng yêu thế à? Ta tên là đại miêu, vợ ta là tiểu miêu. Hay là chúng ta thiết lập một khế ước đi? Cũng có thể trói buộc lẫn nhau. Cũng được, như thế thì hai bên cũng yên tâm hơn. Huyết khế là khế ước cấp bậc cao nhất, là lời thề mà đại yêu hoàng cũng không thể nào làm trái. Trưởng lão chắc chắn càng vui lòng, như vậy thì đường tam cũng không thể dùng thủ đoạn gì được. Đã ký xong huyết khế, chỉ cần ngươi có thể giải quyết vấn đề huyết mạch cho chúng ta. Ta, trưởng lão của tộc sư hổ thiên miều, sẽ chắc chắn là thực hiện lời thề chỉ cần một tín hiệu của người, thì tất cả các chiến sĩ sư hổ tộc yêu đều sẽ đứng về phía. Hai tộc sư hổ không dung tha cho sư hổ tộc, vì thế sư hổ tông cũng không thích hai tộc. Do đó tộc này lấy miêu để đặt tên. Yên tâm, qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ đến tổ đình một chuyến. Trước khi đi, ta sẽ giải quyết một đợt sư hổ tộc nhân trước. Những ngày tiếp theo đường tam ở lại sư hổ thôn để dung hợp huyết mạch cho họ. Trưởng lão đưa một đợt sư hổ tộc nhân có tình huống nguy cấp đến trước. Sư hổ tộc không đông người vì thế cung cấp máu cũng tương đối là thuận tiện. Thiên lão, lần đầu tiên nhìn thấy dung hợp huyết mạch đã rất kinh ngạc, từ đó đã không còn nghi ngờ về năng lực của đường tam. Trong thời gian nửa tháng, đường tam đã chữa trị thành công cho toàn bộ những người đang nguy kịch. Cậu ấy được toàn bộ sư hổ tộc nhân công nhận và yêu mến. Trong thời gian đó, đường tam đã dẫn Thiên Miêu và Đại Miêu đến Hoàng Kim Sơn Cốc, hai người đã bị chấn động bởi khí tức sinh mệnh ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Qua thương lượng, Thiên Miêu quyết định đưa những tộc nhân đã được chữa trị đến đây để hồi phục. Tránh cho cường giả của hai tộc sư, hổ phát hiện ra hộ đã dùng hợp được huyết mạch. Trong những ngày này, đường tam cũng đã hấp thụ được không ít sức mạnh huyết mạch sau khi dung hợp. Đường tam cũng rất mong chờ vào sức mạnh huyết mạch của sư hổ tộc. Buổi tối, sau khi trở về ở Gia Lý Thành sau khi thăm dò xung quanh không có người quấy nhiễu, đường tam bắt đầu dung hợp sức mạnh huyết mạch sư hổ thú. Trong đan điền, lần lượt là linh tê thiên nhãn lục giai, khổng tước biến bát giai, kim băng biến bát giai, thời khoang biến thất giai, tượng yêu biến bát giai, lam ngân hoàng bát giai, phong hổ biến bát giai. Đường tam định dùng sư hổ biến thay thế phong hổ biến, sư hổ biến vừa tiếp xúc với phong hổ biến, sư hổ biến vừa tiếp xúc với phong hổ biến, đã thôn phệ nó rồi. Nhưng không ngờ được, sau khi thôn phệ xong sư hổ biến lại bắt đầu thôn phệ tượng yêu biến. Trong giờ khắc mà tượng yêu biến tiếp xúc với quang diễm màu bạch kim, thì lập tức bắt đầu tiêu tán. Trong phút chốc đó, đường tam có thể chắc chắn, sư hổ biến này là huyết mạch cấp 1. Lần trước vẫn là linh tê thiên nhãn mang lại cảm giác bá đạo này, thấy tượng yêu biến sắp bị cắn nuốt sạch sẽ, đường tam nhanh chóng rút lam ngân. Hoàng lại, hai huyết mạch cấp 1 khổng tước biến và linh tê thiên nhãn, tiến hành áp chế với sư hổ biến. Sự hổ biến không cam tâm, vẫn đang vùng vẫy kịch liệt. Trong đan điền trải qua chấn động kịch liệt cực kỳ lâu. Sáu lạc ấn sức mạnh cuối cùng đã có xu thế ổn định. Huyết mạch dung hợp sư hổ này, chắc chắn là huyết mạch cấp 1. Mất 2 là ấn huyết mạch, thực lực của mình không giảm, ngược lại tăng huyết mạch này có thể trở thành đại yêu hoàng. Ngày mai có thể dung hợp huyết mạch cho đại miêu rồi. À, trời sáng rồi. Vậy hôm nay dung hợp huyết mạch cho đại miêu. Đi tắm trước đã, cả người toàn mồ hôi. Tiểu đường, chúng ta cùng đi ăn sáng đi. Đường tam liền bộc phát khí thế của sư hổ biến, ánh mắt bốc lửa làm độc bạch hoảng loạn. Ô, vẫn chưa thích ứng với sư hổ biến, quên ẩn giấu khí tức rồi. Tiểu đường, cậu sao thế? Khủng bố quá. Không có gì, lại hơi đột phá đi, đi ăn sáng. À, cậu lại đột phá rồi à? Sau khi ăn xong, đường tam lại đến sư hổ thôn. Hôm nay cậu ấy chuẩn bị dung hợp huyết mạch cho đại miêu. Đại miêu đã là cửu giai đỉnh. Phong, đang ở trong thời khắc then chốt vươn lên thần cấp, sức mạnh huyết mạch càng nén ép thì hiệu quả chuyên biến càng tốt. Đồng thời đường tam đã xác định huyết mạch sau khi dung hợp là cấp 1, có thể dung hợp huyết mạch cho đại miêu an toàn hơn. Tu La Ân đã rồi à? Hôm nay ta sẽ dung hợp sức mạnh huyết mạch cho người, ngươi chuẩn bị đi. Hôm nay dung hợp cho ta. Không được. Trưởng lão, Tu La Ân công sắp đến tổ đình rồi, nơi đó có cao thủ nhiều như mây, đang là lúc cần dùng người. Nếu đại miêu dung hợp thì sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu, để nó cùng đến tổ đình với ngươi về rồi hãng dung hợp. Trưởng lão nói đúng, ta vẫn nên chưa dung hợp vội. Trên đường đến tổ đình, cần người bảo vệ. Không cần lo lắng điều này, ta có năng lực tự bảo vệ bên phía tổ đình. Nếu đại mưu có thể đạt được thần cấp thì càng quan trọng với ta hơn. Lại nói cao thủ ở bên tổ đình có rất nhiều người là thần cấp, đại miêu có ở đó hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Không bằng ở lại đây chuyên tâm tu hành, tranh thủ sớm đột phá thần cấp. Tương lai của sư hổ tộc càng quan trọng hơn với ta. Đây, nếu ân công đã nói thế, vậy thì làm như ân công nói. Vậy đại miêu người chuẩn bị đi, chúng ta lập tức bắt đầu. Được.
Đường Tam bắt đầu dung hợp huyết mạch cho Đại Miêu. Đường Tam đã thao tác nhiều lần rồi, lần này không có gì bất ngờ. Đại Miêu đã dung hợp huyết mạch thành công. Sư Hồ Kiếm Thánh Đại Miêu đã dung hợp thành công sức mạnh huyết mạch. Ân nhân, rất cảm ơn. Sau này mạng của Đại Miêu ta chính là của ngươi rồi. Hắn có thể cảm nhận được bản thân có khả năng thành thần. Đường Tam thuận thế hấp thu sức mạnh huyết mạch thuần khiết của Đại Miêu. Sau khi xong chuyện của sư hổ tộc, Đường Tam về Gia Lý Thành, cậu ấy chưa về nơi ở, mà là địa điểm thường gặp mặt với Mỹ công tử. Bởi vì sắp đến tổ đình, khả năng cần rời khỏi Gia Lý Thành một thời gian dài. Lo lắng cho Mỹ công tử xuất quan sẽ không tìm được cậu ấy. Đường Tam tránh người đi đường. Lén lút thiết lập một pháp trận truyền tin loại hình nhỏ có thể truyền tin ở khoảng cách xa. Trận pháp này cực kỳ tinh vi, nguyên liệu cần thiết để bày bố cũng không kém gì trận pháp dịch. Nhưng vì Mỹ công tử, Đường Tam không tiếc gì cả. Sau khi bày bố xong trận pháp, Đường Tam lại quay về học viện cứu thục. Nói với Trương Hạo Hiên bản thân đã chuẩn bị xong để đến tổ đình. Trương Hạo Hiên vẫn rất lo lắng về việc họ sắp tham gia đại đấu thú trường ở tổ đình. Nhất định phải đến tham gia thi đấu đại đấu thú trường ở tổ đình sao? Lần này ta cũng cần đến tổ đình, chúng ta cùng nghĩ cách. Thầy, cân đối mạn thì vẫn phải đối mặt. Chuyến đi đến tổ đình kết thúc, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội thật sự. Nếu nó đã hạ quyết tâm, thì mình cũng không khuyên được, chỉ hy vọng chúng ta có thể bình an. Tiểu tử này mới 14 tuổi, đã chiến thắng sư hổ kiếm thánh. Cho dù là ở tổ đình, thì cũng rất khó có người làm được. Về nơi ở, Đường Tam và các đồng đội gặp Linh Tê Lộc Yêu Vương. Nói đã chuẩn bị xong, có thể là đến tổ đình rồi. 3 ngày sau, đoàn người Đường Tam xuất phát cùng một tổ thương nhân của Linh Tê Tộc Yêu. 5 người ngồi trong xe ngựa mà Linh Tê Lộc Yêu Vương đã chuẩn bị cho họ. Tận dụng thời gian trên đường đi tranh thủ tu luyện. Thương đội Linh Tê không hổ là thương hội chuyên nghiệp nhất. Dừng đỗ ở trên đường, giao nhận hàng hóa một cách có trật tự. Thời gian nửa tháng thấm thoát đã trôi đi, cuối cùng họ đã đến nơi phồn hoa nhất đại lục, cũng là thành phố có địa vị thống trị cao nhất tổ đình. Tổ đình được một dãy núi cao sừng sững bay vây quanh, hình thành 4 địa, thành phố tổ đình ở trong 4 địa đó. Dãy núi cao vây quanh tổ đình, trên mỗi một ngọn núi cao đều có một bức tượng khổng lồ. Những bức tượng này đều là đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng đã từng tồn tại trong lịch sử. Dãy núi cao này cũng được xưng là Thánh Sơn Tổ Đình. Vì được dãy núi bao bọc, vì thế tổ đình không có tương thanh. Sau khi tiếp nhận kiểm tra, thương đội đã được tiến vào tổ đình một cách nhanh chóng. Tổ đình cực kỳ lớn, các loại kiến trúc cao lớn rải rác khắp bồn địa. Từng tòa cung điện sừng sững nằm ở khu vực trung tâm tổ đình. Mỗi một tòa cung điện đều là nơi ở của đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng. Thương đội đi thẳng đến điểm cuối cùng Linh Tê thượng hành. Trường chủ đại nhân có dặn dò, trong 7 ngày này các ngươi đến đại đấu thú trường phải báo danh là được. Thời gian còn lại có thể tự do hoạt động, có điều trong tổ đình không được ẩu đả, bay lượn. Không được tự ý tiến vào lãnh địa của đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng, đây là tội chết. Bây giờ các ngươi đều là quý tộc rồi, chỉ cần đeo huy chương quý tộc trước ngực, thì sẽ không có ai gây phiền phức cho các ngươi. Thi đấu xong đến đây tìm ta sẽ sắp xếp cho ngươi về. Được, đa tạ. Huy chương quý tộc. Bây giờ chúng ta cần đi đâu, nhà trọ? Thầy nói sẽ đến trước chúng ta ta đi tìm thầy. Thầy, chúng em đã đến tổ đình rồi. Thầy đến hay chưa, chúng ta gặp nhau ở đâu? Ta đã đến tổ đình rồi. Các em đến nhà nghỉ Bạch Hổ ở trung tâm tổ đình tìm ta. Được, chúng em đi luôn. Chúng ta đến nhà nghỉ Bạch Hổ. Tiểu đường, đây là thứ gì thế? Đây là trận pháp truyền tin tôi mới. Làm, thứ này có thể định vị vị trí của thầy. Trên đường đến nhà nghỉ Bạch Hổ, có rất ít con người. Có điều chủng tộc ở tổ đình phong phú hơn ở Gia Lý Thành, có rất nhiều tinh quái tộc. Đây đều là những tinh quái tao có đặc trưng thực vật rõ rệt, cũng khiến họ mở mang tầm mắt. Nhà nghỉ Bạch Hổ. Đến sảnh của nhà nghỉ Bạch Hổ, Trương Hạo Hiên đã chờ họ rồi. Trương Hạo Hiên thân là thần cấp, dẫn họ đến khu khách quý. Đi, thầy thuê một phòng vương cấp. 5 người các em tối nay ở chỗ thầy đi. Vào trong đi, phòng này rất là đắt, 10 nguyên tố tệ một ngày. Lính khí ở đây nồng đậm quá. Mặc dù rất là đắt, nhưng mà rất đáng. Nơi này là phòng chính, phòng tu luyện bên cạnh còn có linh khí nồng đậm hơn. Các em có cần phải đi trải nghiệm không? Đây chính là sức mạnh nguyên tố tệ. Tối nay ta không đi đâu cả, chỉ ở đây tu luyện. Có điều mai em đi rồi. Không sao, tu luyện 2 ngày ở nơi này bằng mấy chục ngày ở bên ngoài. Thầy, khi nào thầy đến tổng bộ? Mai ta sẽ đi, ta dự định sẽ bảo mật chuyện các em có thân phận là chiến đội Sư Lai Khắc. Điểm này ta và lão quan, còn có Từ Nho đều đã thương lượng rồi, các em vẫn cần thời gian trưởng thành. Để tổng bộ chú ý đến các em từ sớm, sẽ có sắp xếp các khác cho các em, đến lúc đó cũng không dễ từ chối. Chuyện bịa đặt đại pháp sư trận cũng cần phải tiếp tục nói dối.
ta hơi thất vọng với tổng bộ, họ vẫn luôn bắt chẹt chuyện chúng ta bán trận bàn. Lần này ta định mở thông một kênh tiêu thụ, sau này chúng ta tự bán. Thầy, chuyện tiêu thụ không cần vội, liên quan đến trận bàn còn có lợi ích rất lớn. Lần này em đến cùng thương đội Linh Tê, trên đường đều quan sát họ, họ cực kỳ chuyên nghiệp, không hổ là thương đội đẳng cấp. Linh Tê Lộc Yêu có quan hệ mật thiết với Khổng Tước tộc, tương lai cũng dễ kiểm soát. Có thể suy xét hợp tác với họ, sẽ có độ an toàn cao hơn. Hơn nữa Linh Tê tộc Yêu Vương cũng là một thương nhân thông minh. Ồ, ý em là, em định làm thế nào? Thầy ghé tay lại đây. Em thật là. Đây còn chả phải là dạy cho thầy dạy giỏi. Nếu như các ngươi đã đến tổ đình, ta đề nghị các em đi tham quan mấy cung điện của Đại Yêu Hoàng. Ở nơi đó có thể cảm nhận được khí tức cổ Đại Yêu Hoàng, yêu quái tộc đến tổ đình đầu sẽ đến triều thánh. Có thể đến cung điện của Đại Yêu Hoàng sao? Không phải là nói người tự ý xông vào sẽ chết sao? Cung điện cổ Đại Yêu Hoàng có khu vực mở cửa, nộp tiền là sẽ cho vào người ở cùng tộc thì 5 nguyên tố tệ, người ngoại tộc thì 10 nguyên tố tệ, nhưng rất đáng. Độc Bạch nên đến cung điện Đại Yêu Hoàng Thiên Hồ, chắc chắn có lợi cho cảm ngộ huyết mạch. Thầy, mười mấy Đại Yêu Hoàng và Thiên Tinh Hoàng là mười mấy vị. Đúng lúc ta muốn nói với các em chuyện này. Tổng cộng có 16 Đại Yêu Hoàng và Thiên Tinh Hoàng. Chỉ cần là Đại Yêu Hoàng và Thiên Tinh Hoàng còn sống, thì có thể đến tổ đình xây dựng cung điện của mình. Đợi bọn họ chết đi, cung điện sẽ giao cho người mới lên ngôi. Bây giờ trong tổ đình có 15 cung điện, Tinh Phương Đại Yêu Hoàng mới tấn thăng lần trước đã bị thương ở Gia Lý Thành. Vẫn chưa gây dựng được cung điện của mình. Chúng ta nói về yêu quái tộc của Thiên Vũ Đế Quốc trước đi. Yêu quái tộc tổng cộng là có 9 Đại Yêu Hoàng, thầy sẽ giới thiệu theo xếp hạng từ cao tới thấp. Vị thứ nhất, không gì là không làm được, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Tu luyện thành từ Thủy Tinh Long, trước mắt đã 2000 tuổi, cường giả mạnh nhất của hai tộc. Có điều hắn không có giới tính, không thể nào truyền thừa, là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Vị thứ hai, chủ nhân vận mệnh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Có thể điều khiển khí vận, chúa tể của vận mệnh của toàn bộ đại lục này. Chỉ cần có hắn, hai tộc yêu, tinh sẽ có khí vận cực lớn. Có nhân duyên rất tốt, không có ai nguyện ý đắc tội với hắn. Có thể kiểm soát vận mệnh của toàn bộ đại lục này. Nếu như hắn chết thì sẽ thế nào? Nếu như vậy, có lẽ cơ hội của con người chúng ta đã đến rồi. Đúng thế, có điều mạch Thiên Hồ sẽ có người kế tục. Các đời Thiên Hồ đại yêu tộc đều có thọ mệnh không dài, khả năng là vì nắm giữ vận mệnh. Nhưng sau khi đời trước chết đi, thì Đại Yêu Hoàng đời mới sẽ lập tức xuất hiện. Vị thứ ba, Vĩnh Thế Phần Thiên, Bất Tử Đại, Yêu Hoàng. Mạch Phượng Hoàng Bất Tử, là vị có thọ mệnh lâu dài nhất, đã sống hơn 3.000 năm rồi. Truyền thuyết nói mạch này chỉ cần đột phá thần cấp, thì có thể có 9 mạng, mỗi một lần trùng sinh sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nhưng hắn cực kỳ khiêm tốn, không biết hắn và Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có chiến lực chênh lệch nhau như nào. Vị thứ tư, Vô Kiên Bất Tỏa, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng tộc Bì Bằng Cự Thú. Có danh hiệu là vô địch ở trên đất liền. Đôi móng vuốt sắc nhọn có thể hủy diệt thiên địa nhưng tộc này rất khó sinh đẻ, vì thế số lượng của tộc nhân rất ít. Vì thứ năm, Thông Thiên Triệt Địa, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng. Mạch Bạch Hồ cũng là chủ nhân của nhà nghỉ mà chúng ta đang ở. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng có hai cánh ở trên lưng, cho dù là trên không trung hay là trên mặt đất, đều là lãnh vực của hắn. Vị thứ sáu, Vĩnh Dạ Quân Vương, Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Mạch Ám Hắc Ám Long. Cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lần lượt là hai thuộc tính quang minh và hắc ám. Mặc dù xếp hạng thứ sáu, nhưng trong đêm tối, những Đại Yêu Hoàng xếp phía trước cũng không dám nói là có thể chiến thắng được hắn. Vị thứ bảy, Hoàng Kim Quang Huy, Ma Mút Đại Yêu Hoàng. Hoàng Kim Mãnh Ma huyết mạch, lãnh tụ của tượng yêu tộc có phòng ngự hàng đầu trong các Đại Yêu Hoàng. Vị thứ tám, Sung Tiêu Lăng Vân, Kiếm Thánh là Yêu Hoàng. Mạch Đan Đình Hạc Yêu, móng vuốt sắc nhọn, cơ thể có độ dẻo dai không cao. Nhưng chỉ dựa vào kiếm pháp siêu việt vươn lên hạng ngũ Đại Yêu Hoàng, nghe nói dưới trướng có 3.600 hạc kiếm. Vị thứ 9, Tinh Phong Thiên Địa, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Mạch Tinh Phượng, có điều hắn vừa mới tấn thăng Đại Yêu Hoàng, trước mắt thực lực vẫn có chênh lệch rõ rệt với những Đại Yêu Hoàng khác. Đây chính là tình huống cụ thể của 9 Đại Yêu Hoàng của yêu quái tộc. Nếu các em muốn hành hương thì vẫn phải lấy Đại Yêu Hoàng làm trọng tâm. Xem ra chúng đều bị dọa sợ rồi. Trong học viện không giới thiệu chi tiết về những cường giả đẳng cấp này. Chính là sợ chúng bị đả kích quá sớm, ảnh hưởng đến lý trí chiến đấu của chúng. Vậy thì, thầy nói về Thiên Tinh Hoàng đi. Được lắm, Đường Tam không bị ảnh hưởng, thậm chí mình cảm giác nó hình như còn hơi phấn khích. Tâm trí kiên nghị như thế rất tốt. Tiếp theo sẽ nói về 7 Thiên Tinh Hoàng của Nhật Thần Đế Quốc. Có điều tổ chức cũng không có tin tức chi tiết về tinh quái tộc. Tính quái tộc còn đoàn kết hơn là yêu quái tộc, quan hệ giữa các quần tộc rất mật thiết. Giữa các quân tộc trong yêu quái tộc phân biệt rõ ràng, huyết mạch bài trừ lẫn nhau.
nhưng tinh quái tộc lấy thực vật làm chủ, giữa các huyết mạch có thể dung hợp kết hôn, nuôi dưỡng, biến chủng. Vì thế chỉ có 7 thiên tinh hoàng, lại không hề yếu hơn so với yêu quái tộc. Vị thứ nhất, trời sinh trời dưỡng, thiên dương thiên tinh hoàng danh hiệu tứ thiên thái dương hoa và 8 loại tinh quái tộc, qua trăm năm nuôi dưỡng, sau cùng truyền thừa lại một sự tồn tại hoàn mỹ đặc biệt, được xưng là thiên dương hoa. Hiện đã hơn 2.000 tuổi, nhưng huyết mạch rất khó truyền thừa, bây giờ phía Nhật Thần Đế Quốc cũng đang đau đầu vì chuyện này. Cường giả đệ nhất định quái tộc, chỉ xếp sau thủy tinh đã yêu hoàng. Vị thứ hai, địa chấn vạn vật, địa âm thiên tinh hoàng tu luyện thành từ địa âm thảo, cùng với thiên dương thiên tinh hoàng phân chia cai quản âm dương của thế giới tinh quái. Cũng đều là do nhiều loại thực vật nuôi dưỡng mà thành, nắm giữ năng lực đại địa, thiên dương địa âm nhị hoàng là người thống trị chân chính của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vị thứ ba, điểm thạch thành tinh, nhiếp hồn thiên tinh hoàng. Tu luyện thành từ nhiếp hồn thụ, có thực lực chắc việt về phương diện tinh thần lực. Nghe nói có thể khống chế vạn vật, còn có thể ban cho sinh mệnh, có thể viên đá thành tinh. Vị thứ tư, phần thiên trừ địa, Ngô Đồng đã yêu hoàng tu luyện từ Ngô Đồng mộc, bản thân là mộc, lại có thuộc tính hỏa, bất cứ vật có thể đốt cháy nào, thì đều có thể bị chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Ngô Đồng thiên tinh hoàng và bất tử đại yêu hoàng là một đội, hai người kết hợp lại, thì rất mạnh, vì thế liền chủ động từ bỏ lãnh địa bên ngoài tổ đình, giảm bớt sự kiêng kỵ của những hoàng gia khác. Vị thứ năm, thiên cơ bách biến, lưu ly thiên tinh hoàng. Tu luyện từ lưu ly thạch, nghe nói năng lực cực kỳ quái lạ, khiến cho người khác không nắm rõ. Vị thứ sáu, kiên bất khả thôi, kim cang thiên tinh hoàng tu luyện thành từ khoáng thạch của kim cang tinh, bẩm sinh đã có tính đối kháng với tất cả thuộc tính, chỉ luận về lực phòng ngự đã là vị mạnh nhất ở trong số thiên tinh hoàng. Là từ địch của liệt thiên đại yêu hoàng, mặc dù không đánh lại liệt thiên đại yêu hoàng, nhưng liên thiên đại yêu hoàng cũng không làm gì được hắn. Vị thứ bảy, thủy mạn càn khôn, vô tận thiên tinh hoàng. Tu luyện thành từ một dòng nước suối sâu không thấy đáy được xưng là vô tận thủy, đứng đầu về phạm vi công kích nắm giữ sông ngòi biển cả, là người nắm giữ nguyên tố nước. Vừa rồi tất cả là tin tức về thiên tinh hoàng, thế nào? Rất chấn động nhỉ? Kinh ngạc, thiên tinh hoàng này thật sự là phong phú. Bao gồm các loại thực vật, còn có các loại thuộc tính. Chấn động là đúng rồi. Đây mới là yêu tinh đại lục chân chính, mà chúng ta cần phải đối mặt. Họ là người nắm giữ đại lục này thuộc về họ. Họ cũng là những người mà tương lai chúng ta cần phải đối mặt. Mấy ngày tiếp theo, nhiệm vụ hàng đầu của các em chính là đi hết các cung điện của họ. Chỉ cần đi cảm nhận khí tức của họ, và áp lực mà họ mang đến cho các em. Các em mới hiểu bản thân có chênh lệch lớn như thế nào với đối phương. Ta càng hy vọng trong quá trình các em quan sát và cảm thụ, có thể lĩnh ngộ ra năng lực của bản thân. Không thể nào phủ nhận, con người chúng ta muốn trở nên mạnh hơn, thì buộc phải theo kịp bước chân của họ. Bây giờ chỉ có thể tìm con đường của họ, mà đi theo. Mai ta sẽ đến tổng bộ báo cáo công việc. Hôm nay ở lại đây tu luyện chăm chỉ, mai bắt đầu tham quan cung điện tổ đình. Vâng. Tu luyện đi. Ngày thứ hai, Đường Tam và những người khác xuất phát tham quan cung điện đại yêu hoàng. Họ quyết định bắt đầu từ xếp hạng thấp nhất, vì thế đến cung điện của kiếm thánh đại yêu hoàng. Đám người của Đường Tam đến dưới chân núi của kiếm thánh cung. Mỗi một người nộp 10 nguyên tố tệ, thì có thể vào triều thánh. Rất đông đến triều thánh. Mục tiêu của tất cả mọi người là kiếm thánh cung trên đỉnh núi. Đường Tam phát hiện ra họ đi cũng cực kỳ chậm. Thậm chí có vài người trực tiếp ngồi thiền ở trên bậc thang. Không biết là bậc thang này có điều huyền diệu gì, chúng ta cũng lên thôi. Được. Đường Tam bước chân lên bậc thang đã cảm nhận được linh khí. Vừa bước chân lên bậc thang, đã xuất hiện rất nhiều kiếm khí sắc bén. Những kiếm khí đó nhắm vào tinh thần truyền từ trên núi xuống, rất mạnh. Chả trách thầy muốn chúng ta đến triều thánh. Những kiếm khí này có thể mài giũa sức mạnh tinh thần của chúng ta. Mọi người đều cảm nhận được kiếm khí, ngoại trừ Đường Tam, người có áp lực ít nhất là Độc Bạch. Sức mạnh tinh thần của cậu ấy là cấp 9 đỉnh phong, sức chịu đựng kiếm khí lại càng mạnh. Người có cảm thụ mạnh nhất ngược lại là Trình Tự Tranh, sức mạnh huyết mạch của cô ấy là Đại Bàng Kim Sĩ Điểu. Bén nhọn là thuộc tính công kích của cô ấy. Cảm ngộ của Võ Băng Kỷ cũng rất lớn, bình thường cậu ấy tấn công bằng băng thuẫn. Sự sắc bén của kiếm khí cũng khiến cậu ấy có không ít cảm ngộ. Hai người bọn họ đi chậm nhất. Càng lên cao thì lực độ của kiếm khí càng lớn, cảm ngộ sẽ càng sâu. Những người ở lại càng ngộ càng ít. Đường Tam thân là thần vương, những cảm ngộ này hoàn toàn không có giá trị gì cả. Sự lý giải của cậu ấy không hề thua kém đại yêu hoàng. Cậu ấy không ngừng tiến lên đỉnh núi, chỉ là để kiếm khí mài giũa tinh thần lực của mình. Mặc dù Độc Bạch có tinh thần lực mạnh, nhưng mà tu vi không cao. Đi đến lưng chừng thì không trụ được nữa, liền ngồi xuống cảm ngộ. Cố Lý thì ổn hơn một chút, đi được một chặng đường. Tôi không chịu đựng được nữa, ngồi thiền ở đây trước đã. Cũng dừng lại tiến hành cảm ngộ.
Võ Băng Kỷ và Trình Tự Tranh đi chậm chạp, họ mới đi được 1/3 chặng đường. Có điều từ khí tức trên người của họ, có thể cảm giác rõ ràng sự lột xác của họ. Không có đồng đội bên cạnh, Đường Tam bắt đầu tăng tốc. Phía trước của cậu ấy đã không còn ai nữa. Không lâu sau, Đường Tam đã lên đến đỉnh núi. Kiếm khí ở trên đỉnh núi càng mãnh liệt hơn, đã không còn đối kháng đơn giản nữa. Tất cả kiếm khí đều tập trung ở trên người mình, cần dùng sư hổ kim cang để chống đỡ. Cửa lớn của kiếm thánh cung đang mở rộng. Kiếm khí truyền từ bên trong ra. Sư hổ kim cang. Một lúc sau, Đường Tam đi thẳng vào bên trong. Kiếm khí tan biến rồi. Gì thế, thiên địa linh khí ở đây dồi dào quá. Hít thở thôi đã cảm giác giống như thiên địa linh khí như dòng lũ tràn vào. Thiên địa linh khí thuần khiết như này tràn vào cơ thể, cảm giác cả người như là được gột rửa. Phảng phất cả người như đang chìm đắm trong biển cả linh khí. Sức mạnh huyết mạch đã bị tiêu hao trước đó nhanh chóng hồi phục lại. Có nguyện ý gia nhập kiếm thánh cung, nguyện ý thuần phục ta không? Lực áp bách mạnh quá, đây là khí tức của đại yêu hoàng. Khí tức này xông vào tinh thần hải của mình. Có nguyện ý gia nhập kiếm thánh cung, nguyện ý thuần phục ta không? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, mọi người cho mình xin một like và một subscribe để mình có động lực làm tiếp video phục vụ các bạn.